cảm nhận của các khách hàng nước ngoài khi đến với nha khoa Hùng Cường sẽ như nào? This establishment, this dentist I've come to, the staff are so polite, friendly and helpful. And the dentist who has done the work, excellent. I feel really, really, really well that I came here. Yeah, if you come to Vietnam for any dentistry work, I recommend this place. Goodbye, everyone. Doctors are good, dentists are good. Give a big smile. 의외로 베트남 치과가 실력이 안 좋은 걸로 이렇게 인식을 하고 있었는데 여기 와서 굉장히 만족하고요. 한 뭐 10점 정도. Bình thường ấy thì là theo bác suy nghĩ ở Việt Nam ấy phòng khám nha khoa thì cũng không được tốt đâu. Thế nhưng mà khi mà đặt chân đến đây thì cảm thấy rất là hài lòng và cũng có thể chấm cho 10 điểm ấy. 이빨 치료를 받아서 현재는 지금 아주 양호한 상태고 그다음에 상황을 지켜봐야 되겠지만 지금까지는 굉장히 만족하고 있는 상태고 한국하고 똑같은 것 같아요. 셰프, 박에 thì là đã đi khám răng và làm răng rất là nhiều rồi kể cả ở bên Hàn Quốc và Việt Nam. Nói chung là mọi thứ thì so với ở đây và ở bên Hàn Quốc thì nó cũng gần như là giống nhau. Nha khoa Hùng Cường, an tâm trong từng trải nghiệm.